Everton là đội bóng chiếm được ưu thế. Tuy nhiên ở giải bóng này, cú dứt điểm từ xa, pha ra chuôn là đội bóng chiếm được ưu thế. Tuy nhiên ở giải bóng này, cú dứt điểm từ xa, pha ra, pha xử lý trước đó là của Ngọc Sơn. Và đây là phản công, Thái An đẩy bóng hơi dài. Pha xử lý trước đó là của Ngọc Sơn. Và đây là phản công, Thái An đẩy bóng hơi dài. Số 7 trong những tuyển thủ quốc gia cú sai cũng cơ hội dành cho các thủ Sako. Trong những tuyển thủ quốc gia cú sai cũng cơ hội dành cho các thủ Sako. Trong những tuyển thủ quốc gia cú sai cũng cơ hội dành cho các thủ Sako. Đài để theo dõi hai đội bóng thi đấu. Cú dứt điểm Minh Tuấn, cơ hội bóng vẫn còn Minh Tuấn, vẫn là Minh Tuấn và 1-0. Đài để theo dõi hai đội bóng thi đấu. Cú dứt điểm Minh Tuấn, cơ hội bóng vẫn còn Minh Tuấn, vẫn là Minh Tuấn và 1-0. Đài để theo dõi hai đội bóng thi đấu. Cú dứt điểm Minh Tuấn, cơ hội bóng vẫn còn Minh Tuấn, vẫn là Minh Tuấn và 1-0. Điểm Minh Tuấn, cơ hội bóng vẫn còn Minh Tuấn, vẫn là Minh Tuấn và 1-0. Điểm Minh Tuấn, cơ hội bóng vẫn còn Minh Tuấn, vẫn là Minh Tuấn và 1-0. Điểm Minh Tuấn, cơ hội bóng vẫn còn Minh Tuấn, vẫn là Minh Tuấn và 1-0. Các cầu thủ top trên, Costa và xoay người. Các cầu thủ top trên, Costa và xoay người. Các cầu thủ top trên, Costa và xoay người. Chưa thể xử lý, Tấn Phát cú dứt điểm chéo góc rất nguy hiểm vừa rồi. Chưa thể xử lý, Tấn Phát cú dứt điểm chéo góc rất nguy hiểm vừa rồi. Chưa thể xử lý, Tấn Phát cú dứt điểm chéo góc rất nguy hiểm vừa rồi. Nhật Trùng qua người tới từ Nhật Trùng, khoảng trống đường chuyền cơ hội, tiếp tục là đá bồi không có bắt. Nhật Trùng qua người tới từ Nhật Trùng, khoảng trống đường chuyền cơ hội, tiếp tục là đá bồi không có bắt. Nhật Trùng qua người tới từ Nhật Trùng, khoảng trống đường chuyền cơ hội, tiếp tục là đá bồi không có. Tới từ Leo Costa dành cho Văn Sang, Văn Sang khoảng trống dứt điểm tuyệt vời. Tới từ Leo Costa dành cho Văn Sang, Văn Sang khoảng trống dứt điểm tuyệt vời. Tới từ Leo Costa dành cho Văn Sang, Văn Sang khoảng trống dứt điểm tuyệt vời. Bóng vẫn còn dành cho các thủ áo xanh, đáy biên cơ hội bóng trúng xa ngang. Bóng vẫn còn dành cho các thủ áo xanh, đáy biên cơ hội bóng trúng xa ngang. Bóng vẫn còn dành cho các thủ áo xanh, đáy biên cơ hội bóng trúng xa ngang. Càng đây là đợt phản công, Minh Tuấn, Minh Tuấn không được, đẩy bóng hơi dài, cơ hội Huy Hảo dứt điểm. Càng đây là đợt phản công, Minh Tuấn, Minh Tuấn không được, đẩy bóng hơi dài, cơ hội Huy Hảo dứt điểm. Càng đây là đợt phản công, Minh Tuấn, Minh Tuấn không được, đẩy bóng hơi dài, cơ hội Huy Hảo dứt điểm. Tiếp tục là đường chuyền tới từ Huy Miguel, tình huống trả ngược rất hay. Tiếp tục là đường chuyền tới từ Huy Miguel, tình huống trả ngược rất hay. Tiếp tục là đường chuyền tới từ Huy Miguel, tình huống trả ngược rất hay. Cầu thủ sẽ là người thực hiện những cú dứt điểm từ xa, đá ngay tới từ Huy Hảo rất nguy hiểm. Cầu thủ sẽ là người thực hiện những cú dứt điểm từ xa, đá ngay tới từ Huy Hảo rất nguy hiểm. Cầu thủ sẽ là người thực hiện những cú dứt điểm từ xa, đá ngay tới từ Huy Hảo rất nguy hiểm. Người vừa tung được cú dứt điểm đó là Huy Hảo, Trần Văn Thanh. Cú đá, người vừa tung được cú dứt điểm đó là Huy Hảo, Trần Văn Thanh. Cú đá, người vừa tung được cú dứt điểm đó là Huy Hảo, Trần Văn Thanh. Cú Thái An và xử lý tốt của Thái An, dứt điểm ngay. Thái An và xử lý tốt của Thái An, dứt điểm ngay. Thái An và xử lý tốt của Thái An, dứt điểm ngay. Sahako điều chuyển, điều bóng vào rất nguy hiểm. Sahako
Điều chuyển, điều bóng vào rất nguy hiểm. Sahako. Điều chuyển, điều bóng vào rất nguy hiểm. Cơ hội rất nguy hiểm. Tình huống. Cơ hội rất nguy hiểm. Tình huống. Cơ hội rất nguy hiểm. Tình huống bóng bồng. Tình huống cắt bóng tới từ Trần Văn Thành đá ngay rất nguy hiểm. Bóng bồng. Tình huống cắt bóng tới từ Trần Văn Thành đá ngay rất nguy hiểm. Bóng bồng. Tình huống cắt bóng tới từ Trần Văn Thành đá ngay rất nguy hiểm. Đường chuyền của Văn Tú. Khắc Chí. Tình huống chuyển lỗi của Khắc Chí rất nguy hiểm. Đường chuyền của Văn Tú. Khắc Chí. Tình huống chuyển lỗi của Khắc Chí rất nguy hiểm. Đường chuyền của Văn Tú. Khắc Chí. Tình huống chuyển lỗi của Khắc Chí rất nguy hiểm. Yizhen. Tiếp tục là pha qua người tới từ Yizhen và vừa rồi thủ thành Hữu Phúc tiếp tục là Yizhen. Tiếp tục là pha qua người tới từ Yizhen và vừa rồi thủ thành Hữu Phúc tiếp tục là Yizhen. Tiếp tục là pha qua người tới từ Yizhen và vừa rồi thủ thành Hữu Phúc tiếp tục. Không có lỗi dành cho cầu thủ áo vàng. Chân trái và cứu thua tới từ Hữu Phúc. Không có lỗi dành cho cầu thủ áo vàng. Chân trái và cứu thua tới từ Hữu Phúc. Không có lỗi dành cho cầu thủ áo vàng. Chân trái và cứu thua tới từ Hữu Phúc. Tình huống đưa bóng vào bất thành. Thêm một cú dứt điểm nữa. Dứt điểm lên trời. Tình huống đưa bóng vào bất thành. Thêm một cú dứt điểm nữa. Dứt điểm lên trời. Tình huống đưa bóng vào bất thành. Thêm một cú dứt điểm nữa. Dứt điểm lên trời. Minh Tuấn. Tiếp tục đi bóng tới từ Minh Tuấn. Đâu ra. Không ra. Bóng đã Minh Tuấn. Tiếp tục đi bóng tới từ Minh Tuấn. Đâu ra. Không ra. Bóng đã Minh Tuấn. Tiếp tục đi bóng tới từ Minh Tuấn. Đâu ra. Không ra.